Em mời cả nhà ăn trái cây với em nha. Muối Tây Ninh. Xoài này em mua 1 kg là 15.000, mặn em mua 1 kg 12.000. Em mua tới 10 kg lận để dành ăn. Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Em mua 10 kg bỏ trong tủ lạnh á, để cho nó lạnh lạnh rồi để ăn từ từ. Nãy em cầm cái dao bị đứt tay nè cả nhà. Chưa? Đứt cái tay nè. Thấy chưa? Đau quá. Lạnh quá. Em bỏ vô tủ đông á cho nó lạnh à. Ừ, ngon. Nhưng mà lạnh lắm. Cái tay đau cầm không được. Ngon xúc xắc. Lạnh không con? Lạnh lắm mà. Ăn được không? Ê gan không? Ngon nghe mà nó lạnh. Lạnh lạnh mới ngon nhưng mà nó e văng quá. Ừ. Ngon quá. Xúc xắc. Quá ngon. Ừ. Ngon quá. Ăn được không? Ngon quá.
Ngon quá.